làm dâu nhà anh, nàng sao đẹp xinh trong khăn piêu áo có. Tặng cậu em về làm dâu, họ hàng đôi bên mừng ngày hội vui anh đón em sang bên nhà. Tặng cậu em làm dâu đạo lý từ ngàn xưa, nét đẹp quê hương gìn giữ muôn đời sau. Nào chân em gối đẹp lúc lắc bạc hoa xòe, bỡ ngỡ nhịp cầu thang em về làm dâu. Hà ơi, em búi tóc lên khuôn mặt tựa vầng trăng, ánh mắt em long lanh chan chứa yêu thương. Nàng sao tay đắm từ đây em đã có chồng, em là nhành ban trăng, em là bông hoa thắm. Cùng có mặt tại không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Vậy chúng tôi cũng mong rằng toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đón nhận những món quà, những thanh âm tiếp theo của chương trình Văn Nghệ. Và một lần nữa lòng nhiệt trân trọng kính mời toàn thể quý vị ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đón chào đội Văn Nghệ của gia đình sẽ gửi đến toàn thể quý vị một tiết mục mới đầu tiên. Và xin mời toàn thể quý vị cùng chào đón qua một tràng pháo tay thật tuyệt vời đến từ toàn thể quý vị để chúng ta cùng chào đón được không ạ? Thank you.
Thank you.
giờ đến giờ để toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với chương trình để đến phút cuối ngày hôm nay. Và một lần nữa cho phép những người làm chương trình Thanh Hoàng xin được nhắc lời cho gia đình cùng với đôi bạn trẻ trong ngày vui tròn đại ngày hôm nay. Xin đến sự hiện diện của toàn thể quý vị đang có mặt tại không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa thể quý vị thân mến, một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, như thơ, ngọt ngào phúc của đôi bạn trẻ Lò Dung, Lò Mai đã gắn kết tất cả quý vị đang cùng có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay để cùng với những mắt, để cùng với những người thân thương rạng rỡ và tuyệt vời cùng có mặt để chúng ta cùng tham dự chương trình đêm vui chúc mừng phúc cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Và kính thưa thể quý vị thân mến, trong khoảnh khắc thật tuyệt vời của câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, không để quý vị phải chờ đợi thêm nữa, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đón chào sự hiện diện của cặp đôi nương có do nội dung cùng chú rể Hoàng Mai sẽ có mặt tại sân khấu phúc ngày hôm nay để cùng chung vui sáng mắt đến toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Và kính thưa để quý vị thân mến, không chỉ hiện để cùng chung vui ra mắt đến toàn thể quý vị, mà đến đó thì cô dâu của chúng ta sẽ gửi gắm đến người chồng thân yêu của mình, cũng như gửi tặng đến toàn thể quý vị qua một qua ca khúc thật ý nghĩa trong ngày vui tròn đại ngày hôm nay. Và trước khi đến với ca khúc này thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng cũng như chào đón cặp đôi nương đôi bạn trẻ Lò Dung, Hoàng Mai, Bóng Bóng Trang phát tất nhiên đến từ toàn thể quý vị. Và bây giờ để gửi gắm tình cảm, tình yêu thương của mình dành cho người chồng thân yêu Hoàng Mai thì cô dâu Lò Dung của chúng ta sẽ cùng thể hiện một ca khúc vô cùng ý nghĩa qua ca khúc mang tựa đề Ngày Hạnh Phúc Nhất. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức và hãy cùng cổ vũ cho cô dâu Lò Dung bằng một tràng có thể tự động nhiệt lên từ toàn thể quý vị. Phép tôi được gửi tới quý vị quan khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Để buổi lễ em có nhiều kỷ niệm hơn thì tôi xin được gửi tặng đến một người không xa và cũng chẳng gần mà đang ở rất gần tôi, một bài hát mang tên là Ngày Hạnh Phúc Nhất. Chào em mọi người, luôn yêu thương mọi người.
quý vị thân mến, một phần thể hiện vô cùng xuất sắc của Sao Đực dành thẳng đến một người đặc biệt trong cuộc đời của cô Sao Đực Dung, đó chính là chú rể Hoàng Mai. Một ca khúc vô cùng ý nghĩa, thượng bài hát đã nói lên tất cả, đúng không ạ? Một ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ của chúng ta được diễn ra một cách trang trọng, thật tuyệt vời và ý nghĩa tại không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, có rất rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, với sự chúc phúc và có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, thì xin mời toàn thể quý vị một tràng pháo tay đồng nhiên nữa để chúng ta cùng chúc mừng. Và kính thưa quý vị thân mến, đôi bạn trẻ của chúng ta để không đến trưởng thành như ngày hôm nay thì không thể thiếu những bậc làm cha làm mẹ, hoặc là người nuôi dưỡng trưởng thành, người chỉ bảo và người dạy dỗ cho đôi bạn trẻ của chúng ta khôn lớn nên vợ thành chồng như ngày hôm nay. Và để niềm vui, niềm hạnh phúc đó của đôi bạn trẻ trọn vẹn và ý nghĩa thì trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình là song thân của cô dâu Luật Dung cùng với song thân của chú rể Hoàng Mai sẽ cùng di chuyển lên sân khấu cùng với hai người con của mình để cùng chung vui ra mắt đến toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hai người con của Cảm ơn cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, được gửi cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã có mặt tại không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Cho phép những người làm chương trình đồng nhiệt giới thiệu đến toàn thể quý vị bên phái đoàn Hoàng Nhà Trai có sự diện của bố Hoàng Văn Ngoan cũng như mẹ Lương Thị Sẹ là song thân của chú rể Hoàng Mai. Còn bên phía phái đoàn Hoàng Nhà Gái thì có sự diện của bố Lò Văn Hùng cũng như mẹ Hà Thị Bình là song thân của cô dâu Đà Dung. Và cặp đôi nương đẹp nhất, dạng người nhất đã có mặt tại sân khấu phúc ngày hôm nay cùng với người con của mình, đó chính là sự hiện diện của cô dâu Đà Dung cùng chú rể Hoàng Mai. Và ngay bây giờ, để gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại toàn thể cưới ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật tươi, dành một cái cúi chào thật sâu, cúi chào đến toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, hạnh phúc có thể nói là một ước mơ, là một khát vọng của mỗi con người. Bất kỳ ai sinh ra trong cuộc sống này đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Và hạnh phúc thì được ví như một dòng chảy lớn luôn luôn chảy về những nhánh sông nhỏ, tượng trưng sức khỏe, tình yêu, tiền tài, công danh và sự nghiệp. Khởi nguồn của một dòng chảy lớn luôn luôn bắt nguồn từ dãy núi cao, và khởi nguồn của hạnh phúc thì luôn đầu từ ấm gia đình. Và ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta đã đưa câu chuyện tình yêu của họ đến một kết vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa, được minh chứng qua chương trình Ngày Đêm Vui Cùng ngày hôm nay, với sự chúc phúc đến từ toàn thể các ông các bà, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu cũng như hàng xóm láng giềng thân thuộc đang có mặt tại không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 tháng 1 năm Giáp Thìn, được sự nhất trí của hai bên gia đình, chính quyền địa phương, đặc biệt sự đồng yêu thương của cô dâu và chú rể, nên gia đình đã chọn ngày này, khoảnh khắc này để tổ chức chương trình để đến vui cùng chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Và kính thưa thể quý vị thân mến, Thanh Hoàng không để quý vị phải chờ đợi thêm nữa, cho phép Thanh Hoàng xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình để đến vui cùng của đôi bạn trẻ cô dâu Đỗ Dung sinh lên cùng chú rể Hoàng Mai xin chính thức được bắt đầu. Hãy dành những trang có mọi người và đến tiếp tục để quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa để quý vị thân mến, chắc hẳn trong mỗi cuộc đời của chúng ta ai cũng đều trải qua những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Và Thanh Hoàng nghĩ rằng một trong những khoảnh khắc thật tuyệt vời đó chính là tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình,
và để rồi xây dựng cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta, họ đã đưa câu chuyện của họ đến một kết ý nghĩa. Và để tô điểm thêm cho câu chuyện tình yêu thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nở một nụ cười thật tươi, tiến lên phía trước một bước để cùng trao cho nhau cảm nhận tình yêu trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể cùng hướng vào nhau đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối. Chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, của niềm hạnh phúc cho ngày lễ kết hôn vô cùng trọn đại này. Khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nơi mạch máu của đôi luôn chảy xiết, họ sẽ cùng chung sống bên nhau tới sát lưng đồng bằng trọn đời trọn kiếp bên chiếc nhẫn tình yêu. Và khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ, một chàng pháo tay tuyệt vời đến từ đây, quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời hai em sẽ cùng giơ hai cánh tay của mình với chiếc nhẫn tình yêu chúng ta để cùng ghi lại khoảnh khắc này. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai em. Và kính thưa quý vị thân mến, quả thật hôm nay con đã trao chồng chút quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, mong cho dâu rể đời đời an khang. Và để nhà gái của chúng ta, món quà đến từ bố mẹ của dâu Lộc Dung, có phần quà dành tặng ngày hôm nay cho hai người con của mình, xin mời. Xin mời ông Thoan trở xuống vị trí của mình từ từ ạ. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, đã trải qua bao nụ hoa nở mà tình đôi ta với chiếc vợ thành chồng, bởi sang cái sợi tơ hồng trên giờ chưa đồng thành đôi, tại vì mới đến một nơi cho nên đối chiếc lẻ loi cô phòng. Vậy thì bầu ơi chúng đến đi cùng, tuy rằng khác sống như chút một gian, ép như dòng xoáy quanh, còn những hiểu đất trong lành trải qua, bởi vì rồi đến tới mùa hoa, nhưng về sâu lại tình ta thêm đông.
và món quà ý nghĩa từ bố mẹ của Con Sâu dành tặng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ông bà rất nhiều. Và món quà đến từ anh chị Ngọc Mai có phần quà dành tặng, xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, và những hình ảnh thật tuyệt vời ngày hôm nay sẽ gửi đến toàn thể quý vị một phần nào câu chuyện tình yêu của đoàn trẻ. Và xin mời toàn thể quý vị vừa ăn vừa uống vừa chứng kiến những nghi thức nghi lễ cần thiết nhất cho chương trình Trái Đất Vô Quy ngày hôm nay. Và xin kính chúc toàn thể quý vị sẽ có một ngày vui, một bữa tiệc ngon miệng cùng gia đình, cùng với cô dâu là Dung và chú rể Hoàng Mai. Và nồng nhiệt trân trọng cảm ơn tình cảm của gia đình anh chị Ngọc Mai và gia đình anh chị Anh Đạt có phần quà dành tặng ngày hôm nay, xin mời. Quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất. Và xin mời toàn thể quý vị lúc nào cũng hãy cười thật tươi vì vào năm mới 2024 rồi. Mong rằng toàn thể quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Những hình ảnh toàn thể quý vị đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay được ghi lại bởi kênh Sơn La Phun Núi. Vậy thì mong rằng toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng cười thật tươi, giữ nụ cười trên môi. Và mong rằng năm mới 2024 toàn thể quý vị sẽ có rất nhiều lộc tài, sẽ có rất nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và một lần nữa chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị. Và món quà tiếp theo, món quà đến từ chú thím Nhất Vang có phần quà dành tặng, xin mời. Những khoảnh khắc thật tuyệt vời của câu chuyện tình yêu và những hình ảnh toàn thể quý vị đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube Sơn La Phố Núi vào lúc 18 giờ chiều tối ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cập nhật kênh YouTube Sơn La Phố Núi với những hình ảnh mà toàn thể quý vị đang có mặt tại không gian tiệc cưới của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa nồng nhiệt thông báo và cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ, toàn thể quý vị đã được chứng kiến món quà đến từ chú thím Nhất Vang dành tặng. Được chứng kiến những món quà ý nghĩa đến từ các bố, các mẹ, các chú, các thím, các ông, các bà, các anh, các chị dành tặng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu của cô dâu nội dung cùng chú rể Hoàng Mai. Và để cho các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay hạnh phúc hơn rất nhiều thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng chúc mừng bóng mặt trăng phó tác nhân đến từ toàn thể quý vị. Và tiếp theo chương trình, xin mời em sẽ cùng nắm chặt tay nhau, cùng di chuyển sang thắp bánh tình yêu để thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Xin mời. Xin mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ sát lại gần nhau đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, đúng thật là tay bưng là muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Bánh này thì vỏ trắng ruột hồng, bánh này là bánh nghiến đồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình trạng nghi thức muôn đời không phai. Và bánh
đồng chí sẽ có phần đi chiều của hai bạn trở về trung tâm sân khấu để cùng đơn vị với tất cả mọi người. Và cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình một chuyến nhiều thật đầy trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng lên đây được không ạ? Xin mời ông bà nhường vị trí cho hai người con của mình ạ. Những chiếc xe của toàn thể quý vị đâu rồi ạ? Vẫn đầy chưa? Thánh Hoàng sẽ làm cầu nối đến toàn thể quý vị nhá. Chúng ta sẽ cùng rô được không ạ? 1, 2, 3 rô, 2, 3 uống, 2, 3 can, 2, 3 cuối cùng đồng thanh thật to chúc mừng ngày phút được không ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? Mâm này ăn nhiều thế mà hô bé thế. Vẫn còn đói đúng không ạ? Lại nhé, cố gắng một chút lên đi nhá. Anh chị em quý vị ơi! Rồi, no cơm rồi. 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 2, 3! Chúc mừng hai phút! Cảm ơn quý vị, rất nhiều! Thank you.
Thank you.